Như tin đã đưa, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ngày 25 tháng 12 sẽ xét xử phúc thẩm 22 bị cáo có kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Bất ngờ, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, đã nhận tội đồng thời tác động, nhờ người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Ông Hưng cũng viết đơn xin được xét xử vắng mặt trong phiên phúc thẩm. Trước đó, trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Hưng kêu oan cho rằng cáo buộc ông ta lừa tiền chạy án là không có căn cứ. Viện kiểm sát còn chiếu video thể hiện cựu điều tra viên này nhận chiếc vali đựng 400.000 USD, nhưng ông ta phản bác, cho hay bên trong chỉ là 4 chai rượu vàng. Những người đưa tiền cho ông Hưng là bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Thanh Hằng, giám đốc công ty Blue Sky, khẳng định Hưng đã nhận tiền. Tuy vậy, điều tra viên này cho rằng họ vu khống mình. Tuy nhiên, sau khi tuyên án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã khẳng định đủ căn cứ xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD, tương đương 18,8 tỷ đồng. Tiền chạy án cho bị cáo Hằng, tòa án sơ thẩm do vậy phạt Hoàng Văn Hưng án tù chung thân. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng tiếp tục kháng cáo kêu oan, nhưng trước giờ khai mạc phiên tòa lại bất ngờ nhận tội, các luật sư của ông ta thông tin. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hội đồng xét xử phiên phúc thẩm gồm 3 thành viên, 2 thẩm phán dự quyết và do thẩm phán Mai Anh Tài, chánh tòa Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm chủ tọa, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 4 ngày. Theo án sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng từng là điều tra viên cao cấp, được phân công điều tra vụ chuyến bay giải cứu. Anh nhiều lần gặp bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng tại nhà bị cáo Nguyễn Anh Tuấn. Tại các buổi gặp, Hưng hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Lê Hồng Sơn khai báo. Do vậy, Hằng, Sơn chi tiền nhờ ông Tuấn đưa cho Hưng chạy án. Ông Tuấn khai đã chuyển 2,2 triệu USD nhận từ Hằng cho Hưng để lo cho Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự. Hoàng Văn Hưng bác bỏ, nói không nhận tiền nhưng anh ta xác nhận nhiều lần gặp Hằng và có nhận chiếc cặp tại trụ sở cơ quan. Dù Hưng khai không nhận tiền, hội đồng xét xử thấy từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022, Hưng được phân công điều tra vụ án và sau tháng 9 năm 2022 bị điều chuyển công tác. Anh ta biết quy định không được tiếp xúc ngoài trụ sở với người bị điều tra nhưng vẫn gặp Hằng tại nhà Tuấn, ngoài giờ làm việc không báo cáo cấp trên. Đầu tháng 10 năm 2022, Hưng trao đổi với ông Tuấn nội dung viện kiểm sát căng thẳng với Sơn. Một số điều tra viên cũng nói phải xử lý Sơn nên cần chi tiền để ủng hộ không xử lý Sơn. Hằng ghi chép 13 lần chuyển tiền cho Tuấn để đưa cho Sơn. Lúc này, Hưng còn nói mình bị chuyển công tác chỉ là hành chính, anh ta vẫn phụ trách vụ án. Hưng nói viện kiểm sát chỉ ít, có nghĩa phải chi gấp đôi. Hằng nói khi đưa tiền, Tuấn gọi điện để cô ta yên tâm việc Hưng đã nhận tiền. Căn cứ dữ liệu điện tử, lời khai nhân chứng, Hưng nhận chiếc cặp đựng 450.000 USD do Tuấn gửi đến. Sau khi nhận, giữa Hưng, Tuấn và Hằng có gặp nhau. Và Hằng, Tuấn hỏi có kiểm soát được tình hình không? Hưng nói vẫn kiểm soát. Việc bắt Sơn là bất khả kháng vì A01 gay gắt, có thể do em chưa xử lý A01 nên A01 xử lý Sơn. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm đúng quy định, viện kiểm sát có hỏi cùng Hoàng Văn Hưng sau khi bắt và yêu cầu anh ta tự bào chữa, cung cấp thông tin nhưng chính bị cáo từ chối, chủ tọa nêu. Bị cáo Hưng còn khai không có mâu thuẫn với nhóm Hằng, Sơn, còn ông Tuấn là người có ân tình giúp đỡ bị cáo, vì vậy không có căn cứ thể hiện ba người này vu khống anh ta. Ngoài lời khai của ông Tuấn và bị cáo Hằng, phía điều tra còn thu thập lời khai của bị cáo Sơn và các nhân chứng. Nội dung các lời khai đều thống nhất và có chứa thông tin bí mật điều tra, nếu Hưng không nói, nhóm này sẽ không biết. Ngược lại, tòa án đánh giá lời khai của Hoàng Văn Hưng không thống nhất, không trung thực nên không có căn cứ chấp nhận. Hội đồng xét xử khẳng định anh ta lợi dụng chức vụ trưởng phòng thuộc cơ quan điều tra để cung cấp một số thông tin cho Nguyễn Anh Tuấn và Hằng. Cựu điều tra viên này sau đó yêu cầu phải chi tiền cho viện kiểm sát, cục nghiệp vụ để chạy án. Thông qua ông Tuấn, Hoàng Văn Hưng nhận tiền của bị cáo Hằng nên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.